Xin chào anh em nhé. Đây trước mặt đây mình giới thiệu với anh em cái cáp lưng kính của dòng xe Lalot. Thực ra những cái dòng xe cũ này thì đa số là người ta thiết kế là bằng cơ, bằng quay tay nhé. Quay nó có cái gắn cái đầu quay đây này. Đấy. Thì bằng cơ thì bao giờ nó cũng rất là bền, nó bền hơn là bằng điện. Đây. Toàn bộ là cái thiết kế là cái giá đỡ này là người ta bằng thép cao cấp, còn đâu là ôm bằng nhựa. Nhưng cái dòng này thì thực ra là nó bằng cơ thì nó rất là bền, nhưng mà ngược lại là nó hơi bất tiện tí là mình toàn phải dùng bằng motor bằng cơm, nên là mình quay tay này. Đó. Đây. Cái này xong rồi bắt ra là gắn cái con cái quay tay vào đây thôi. Bền lắm, dòng bằng cơ này rất là bền này. Bởi vì là đời nó cũng hơi sâu rồi. Đấy. Nên mình giới thiệu cho anh em là những cái mình mô tả sơ qua là cái nguyên lý làm việc của nó đây. Thì khi mình quay lên là nó họ thiết kế là dùng một cái bạc bằng nhựa này là quay đi quay lại, tức là nó đảo chiều sang nhau ấy. Thì nó sẽ kéo cái đây, khi mình quay tay này nó sẽ kéo này. Kéo cái cáp này nó kéo lên kéo xuống này, nó di chuyển cái kính lên xuống rất đơn giản. Nhưng mà cái này nó hỏng hóc, nguyên nhân chính là một là thường thường nó hay bị thiếu dầu mỡ vào đây. Đấy, hai nữa là nó thiếu dầu mỡ thì nó sẽ bị dẫn đến là cái rối cáp. Đấy. Thứ hai nữa là cái nhựa này trong quá trình di chuyển nhiều nó sẽ bị mòn cái nhựa nó ôm vào đây thì sẽ dẫn đến là nó bị xô kính. Thì lúc đấy bắt đầu mình mới cần phải thay thế. Đây mình mới giới thiệu cho anh em và các bạn cái cáp lưng kính của dòng xe Lalot. Anh em mà có nhu cầu tìm hiểu dòng sản phẩm này có thể liên hệ qua số điện thoại 0769086333. Gặp Mít Hồng nhé. Cảm ơn em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.